cho nhóm hôm nay tôi xin được thuyết trình về kỹ năng tổ chức sự kiện. Như tất cả chúng ta đều biết là cả đất nước đang cùng hướng về một sự kiện rất là lớn, đó là sự kiện đại lễ Mùng 5 Thăng Long. Và sự kiện này sẽ diễn ra trong diễn ra trong khoảng 10 ngày, từ mùng 1 đến mùng 10. Và để tổ chức được một sự kiện lớn như thế, đòi hỏi cần có một quá trình chuẩn bị hết sức công phu tỉ mỉ. Và muốn sự kiện được thành công thì đòi hỏi người tổ chức sự kiện cần có các kỹ năng tổ chức sự kiện. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi sẽ thuyết trình ngày hôm nay. Và trong bài thuyết trình của chúng tôi sẽ gồm có các phần như sau. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là phân loại, thứ ba là đặc điểm, thứ tư là các bước tổ chức sự kiện, thứ năm là các kỹ năng phẩm chất cần thiết, và cuối cùng đó là ứng dụng trong hoạt động hội. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình đó là một số các hình ảnh về kỹ năng về tổ chức sự kiện. Và có những sự kiện thì có quy mô lớn như là sự kiện Mùng 5 Thăng Long vừa được nhắc đến, hay là có những sự kiện lớn như vậy thì có ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng cũng có những sự kiện có quy mô nhỏ chỉ ảnh hưởng đến những cá nhân. Và có những sự kiện còn đặc biệt hơn, đó là những sự kiện mà ban đầu có thể ảnh hưởng đến một cá nhân nhưng sau đó lại có tác động đến nhiều, đến số đông người. Đó là vào một ngày đẹp trời, Newton ngồi ở dưới gốc cây và bị một quả táo rơi vào đầu. Quả táo ban đầu thì sự kiện tưởng chừng chỉ ảnh hưởng đến một mình Newton, nhưng sau đó nhờ sự kiện đó mà Newton lại phát minh ra nguyên lý vạn vật hấp dẫn. Và nguyên lý đấy thì đến bây giờ vẫn còn được là một trong những phát minh lớn của nhân loại có ý nghĩa. Tên tuổi của Newton đã được bây giờ vẫn được mọi người ca ngợi. Từ nay đến giờ thì chúng ta đã nhắc đến sự kiện. Vậy thì sự kiện là gì? Sự kiện là một quá trình hoạt động có tác động làm thay đổi về chất và lượng đến cá nhân, tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Và các sự kiện thì có những đặc điểm khác nhau, tuy nhiên thì cũng có những dấu hiệu để nhận biết sự kiện. Đó là có 4 dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất là sự kiện là một quá trình, nó có sự bắt đầu, diễn ra và kết thúc. Thứ hai đó là sự kiện thì có tác động làm thay đổi và đến thay đổi mạnh mẽ. Thứ ba đó là nó có đối tượng tham gia là đông đảo mọi người. Và cuối cùng đó là sự kiện thì diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Và các sự kiện xảy ra trong cuộc sống chúng ta thì rất là phong phú và đa dạng. Vì vậy mà chúng ta rất dễ là sẽ bị nhầm lẫn, là cần phải có sự phân loại các sự kiện để có thể dễ dàng nhận biết các sự kiện hơn. Và tùy phương tiện xét thì sẽ có các cái phân loại khác nhau. Và thứ nhất đó là cách phân loại theo đặc điểm tổ chức. Theo đặc điểm tổ chức thì theo địa điểm tổ chức thì chúng ta sẽ có sự kiện ở trong nhà và sự kiện ở ngoài trời. Ở trong nhà thì có thể tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn. Còn ở ngoài trời thì là địa điểm thích hợp để tổ chức như các lễ khởi công, rồi lễ hội, các festival, vân vân. Thứ hai là theo tiêu chí quy mô thì có các sự kiện có quy mô là sự kiện cá nhân và sự kiện có quy mô về tổ chức với các cấp khác nhau. Và cuối cùng là theo thời gian. Theo thời gian thì các sự kiện có sự kiện ở trong ngày và sự kiện kéo dài nhiều ngày. Ở trên đây là ba cách phân loại các sự kiện tiêu biểu mà nhóm chúng tôi đã lựa chọn để trình bày. Sẽ có nhiều cách phân loại khác, nhưng mà đây là ba cách tiêu biểu lựa chọn. Và khi đã có phân loại được các sự kiện rồi thì chúng tôi bước ý tiếp theo của chúng tôi đề cập đến đó là các bước tổ chức sự kiện. Các bước tổ chức sự kiện thì quan trọng nhất của tổ chức sự kiện trước hết là phải hình thành được ý tưởng. Ý tưởng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và sẽ kết hợp được tất cả các hoạt động trong suốt quá trình tổ chức sự kiện. Và trong quá trình hình thành ý tưởng thì đối với mỗi một tổ chức thì đều có nhiều vấn đề phải giải quyết và phải biết lựa chọn vấn đề nào được ưu tiên giải quyết. Những vấn đề được ưu tiên giải quyết là những vấn đề có tính cấp thiết, sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại cũng như sự phát triển của tổ chức.
suy nghĩ để có những ý tưởng thật táo bạo, mới mẻ và đầy sáng tạo. Sau đó sẽ trao đổi với mọi người để chọn ra được một ý tưởng hợp lý nhất để tổ chức sự kiện. Và các ý tưởng mà khi đã xây dựng ý tưởng thì sẽ có những hai nhóm ý tưởng, đó là ý tưởng tổ chức các sự kiện hoàn toàn mới hoặc là ý tưởng tổ chức sự kiện cũ nhưng làm mới các chi tiết ở trong đó theo kiểu bình cũ rượu mới. Và sau bước hình thành ý tưởng